Đó, la hả? Mày ngồi mày la đi, la nữa đi. Bái ba, bái ba. Tin tức của tôi làm ảnh hưởng không tốt đến trường. Vì vậy muốn giữ nó lại, tôi quyết định xin từ chức. Mày là con nhỏ nào mà xíu chuyện của tụi tao? Nhưng mà bây giờ nó đang ở đâu, nó đang làm gì, ăn uống gì chưa em cũng không biết nữa, thì làm sao em yên tâm được hả anh? Winner đang ở chung với một người mà người này anh biết. Tôi đã hiểu vì sao bà đối xử với tôi như vậy. Sao còn không mau về mà hẹn hò với người ta luôn đi. Tôi rất ổn. Ủa, ông kéo tôi đi đâu vậy Winner? Ý của tôi là bà có thể nào tránh khỏi Winner được không? Tại vì là đợt này em nghe mấy tin đồn như kiểu là trường mình có ma này, xong rồi cơ sở hạ tầng bị xuống cấp trầm trọng. Nói chung là toàn những cái tin mà làm vấy bẩn danh tiếng trường mình không à? Làm cái gì vậy? Bỏ ra! Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vọng với sự cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi vào sống là tôi còn viết và còn rap. Vì tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác, sống thật lặng lẽ, nỗi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tôi chỉ như phải dừng lại vì bao trận đấu kết, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.